Grim cánh cụt trà trộn vào cộng đồng Valorant Việt Nam. À đây nè, đây nè. Ôi đây nè, đây rồi, ra Facebook rồi. Đây rồi, đây rồi. Bạn này quen lắm nha. Đây hình như bạn này tên Tiên đúng không? Ờ đúng rồi, tôi tên Tiên. Nhưng mà tôi ít ở bên server này lắm, tôi không có ở bên đây. Tôi chỉ đánh con bên chim thôi. Cách cục chơi nữa hả? Mọi người cho tôi xin chơi con Brim nha. Tôi đang học, tôi đang học cái ông Brim cánh cục trên YouTube á. Hôm nay chơi hơi hay. Cũng coi cái ông đó hả? Ông cũng coi ông Brim cánh cục đấy hả? Có coi nữa. Tôi cũng coi nè, tại vì ông để cái đem cánh cục. Để cái gì cơ? Thì tại vì ông ấy để cái đem là cánh cục, tôi cũng để đem cánh cục nên tôi thích coi ông đấy. Ôi. Ây da, đầu chí mẹ cái á. Chết rồi, tôi chết rồi. Từ từ mọi người, tôi còn hồi phục. I need heal. I need heal. Thật gì?